Good morning, xin chào các bạn. Mình đang ở trong phòng, thức cũng sớm pha cà phê ăn chút đỉnh rồi cái bây giờ mình ngồi đây coi tin tức với lại như nào mình cũng kiểm tra stock market coi nó ra làm sao thôi chứ mình chưa có dám nhảy vô mua. Mình nghĩ nó sẽ còn một cái một lần nó sẽ dip nữa. Tại vì nước Mỹ bây giờ đang là một cái đang đang ở một cái chỗ gọi là một là có thể turn cái nghĩa là có thể kiềm chế được cái độ nhiễm, hai là có thể nó sẽ tăng lên rất nhiều là tại vì chính phủ gọi là federal government nghĩa là chính phủ liên bang với lại chính phủ của tiểu bang ấy, thì nó hơi mâu thuẫn với nhau chút đỉnh. Anyway thì nói tóm lại thì cũng là chính trị thôi. Có cái tin tốt là Quốc hội và hai bên đảng đã đồng ý và Tổng thống cũng đã đồng ý một cái package là một cái khối tiền để mà bơm vô trong kinh tế Mỹ gọi là stimulus package. Thì nó là hai bên đảng đã đồng ý rồi, về ông tổng thống ông cũng đồng ý, nghĩa là những cái ngân sách hay là gì về tiền đó là quốc hội phải từ quốc hội đề nghị ra rồi tổng thống có đồng ý không hay là đồng không đồng ý xong ông ký xong rồi thì bên gọi là executive branch là về về thuộc về tổng thống á, về chính phủ đúng, tổng thống của Mỹ á, thì sẽ thực hành cái luật đó vậy đó. Anyway, đây về chính trị Mỹ thì nó cũng hơi rắc rối lắm. Anyway thì họ đồng ý là một cái số tiền là 2.000 tỷ đô la US, thì nó sẽ bao gồm là một số sẽ đưa thẳng, mình không nói chi tiết nhiều mà nó hơi mắc công. Nghĩa là một số sẽ đi thẳng vào tiền những người mà đã trả thuế năm 2018, 2019 tùy theo nếu như mình đã khai rồi hay chưa khai. Thì tới đến 75.000 một năm á, thì sẽ được khoảng 1.200. Cái đó là một individual là một người á. Rồi nếu như là hai vợ chồng mà làm á, thì nhân lên gấp đôi, và nếu như có hai đứa con thì thêm được thêm mỗi đứa 100 nữa, nếu như vậy đó 500 nữa. Đó là cái một số tiền nó sẽ đi thẳng vào trong những người trả thuế. Còn những người nào làm trên 75.000 đến 99.000 thì sẽ ít lại chút đỉnh. Rồi làm trên 100.000 là coi như không có được tiền. Anyway thì làm trên 100.000 mà được lãnh về thêm 1.200 nữa ăn thua gì không? Anyway thì vậy đó. Rồi một số tiền họ sẽ giúp cho những cái business đang bị khủng hoảng như là maybe airline, maybe know, nhà thương hay là những cái mortgage gì đó đang, tại vì họ hoãn lại những cái tiền thu của mortgage. Coi như những cái business nào mà đang bị khủng hoảng thì họ sẽ giúp. Rồi một phần nữa thì giúp những cái small business loan, nghĩa là no interest loan, nghĩa là được mượn tiền không có tiền lời. Rồi một số đi vào unemployment là sẽ họ nghĩ là sẽ một số sẽ bị lay off là không có làm việc thì sẽ được lãnh tiền thất nghiệp. Rồi một số nữa thì đi vô nhà thương la vậy đó, vân 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 vân. Thì thôi mình cũng không đi vô chi tiết nhiều mà mình cũng đọc sơ sơ thôi à. Anyway thì cái tiền này nó sẽ ít nhất cũng có 2 tháng mới xong, tại vì bây giờ quốc hội chưa có nghĩa mới cái đồng ý thôi à. Hạ nghị viện họ phải bầu rồi đưa sang bên thượng nghị viện bầu rồi đưa cho ông Trump ký, rồi bắt đầu mới ngân ngân hàng của chính quốc gia là gọi là Treasury đó, thì mới đưa ra cái số tiền đó, rồi họ phải in check ra rồi gửi cho tất cả dân trên nước Mỹ, thì rất là nhiều, cả trên cả 100.000, maybe 200.000, 200 triệu
triệu dân mấy à, là mình không biết bao nhiêu người đang làm trong cái gọi là từ một từ zero cho tới 75 ngàn, thì mình nghĩ họ nói thì đến tháng 5 thì mới thể mình expect là tới đó thì mới được lãnh cái check đó chứ nào 1.200 thì cũng nói thật ra cũng không thấm thế gì, nhưng mà ít nhất ra họ giúp đỡ những cái số phần mà gọi là họ không có tiền saving á, thì giúp đỡ họ rất nhiều. Mà mình chắc chắn là họ đâu có thể chờ đến 2 tháng họ đã xài rồi, tại vì họ có credit card hay là gì họ có thể xài mất tiêu rồi, rồi họ có thể chạy ra cái chỗ gọi là mấy cái mượn tiền lãi cao á, như là có nhiều cái tiệm ở bên Mỹ này đó, mình nếu như mình có việc làm á, mình tới mình nó sẽ cho mình mượn tiền liền, nhưng mà tiền mượn nó rất là cao, có thể nói là nên là có nhiều chỗ nó tính như cho lên tới cả 100%, 200% gì đó, ghê gớm lắm. Nghĩa là nó tính là nhỏ nhưng mà mình compound được nó mỗi ngày, mình chờ mình mà không trả trong 1 tháng 2 tháng thì nó sẽ lên rất là cao. Còn nếu như mình mượn tháng này mà tháng sau mình trả thì ok, nó cũng không có đến nổi. Cho nên nếu như mà họ mượn, ví dụ như họ được nghỉ, họ được 1.200, họ đi ra họ mượn 1.200, trong khi đó đến đến 2 tháng sau mới được cái check về, thì mình nghĩ cái tiền lời đó cũng như cũng 500-600 bạc của người ta rồi. Ở đây vậy chuyện đó cũng complicated, cũng rắc rối lắm, tại vì những cái business đó là gọi là hút máu, mà những người hút máu mà hút những người nghèo mà những người mà đang khổ sở cần tiền đó, mà họ họ tới họ mượn tiền, họ không không có saving. Anyway, rồi sống mà không có biết tính toán này nọ thì cũng rất là mệt. Mà rất nhiều người bên Mỹ này họ xài lương làm được đồng sản đồng ngốc, rồi cái nợ nó cứ khất 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 lên, cho nên tháng này qua tháng nọ là họ họ carry một thí dụ như 5-6 ngàn đồng tiền credit card, rồi cứ trả hoài hết, tại làm lương đâu có dư đâu, tháng nào cũng xài mình phải trả cái tiền tiền nợ đó nữa, rồi cứ nó cứ cái tiền nợ nó cứ đẻ hoài giống như Việt Nam đó lãi mẹ đẻ lãi con, rồi cái nó thành lu bu thành một đống lãi cái này là thầy coi coi phim Việt Nam nhiều mới biết được cái danh từ. Anyway, đó là vài cái cập nhật mình cảm thấy bây giờ như vậy đó. À, bữa nay thì cũng không dự định đi ra ngoài cho nên mình mới ngồi đây mình làm lót, chỉ có khi nào thuận tiện có năng sức lên chút đi đá bóng, đi bộ vòng vòng ở ngoài xóm này chút vậy thôi. Mình cũng ráng theo tuân lệnh của shelter in place, đừng có đi tùm lum la. Mình đi thì cũng mình không có gia chạm ai, ra chợ mình tới lấy bùm 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 mà lấy đồ rồi mình ra mình trả tiền, rồi mình cũng đứng xa xa rồi lên xe về rửa tay này ở xong rồi coi, cho nên mình cũng thấy không có đến nỗi đâu. Nhưng mình không có đi như cái chỗ này cho nó đổ xăng thì mình đã đổ hôm nọ đi lên thăm con mình đổ rồi, mình cũng cẩn thận lắm tại vì cây xăng ấy, người ta nói bây giờ cũng rất đang truyền ra nhiều, tại vì cứ tay rớ vô mà không rửa cái rồi lên xe cái ngồi lái xe hơi rồi dính tùm lum, gọi là nó contaminate tùm lum hết, cho nên mình lấy cái bao ni lông hay là mình găng tay á, mình xài mình đổ xăng xong rồi cái là quăng nó đi, rồi thôi là mang theo cái nước rửa tay, mà nước rửa tay bây giờ đang hiếm lắm, nên mình còn có mình có xà bông rửa tay chứ không có cái nước rửa tay, cho nên mình lấy xà bông mình rửa thì nó nhớt nhợt à. Cho nên mình phải dùng cái bao à, vậy cái đó là cái mình làm để bảo vệ vậy đó. Thì lâu lâu tù túng quá này mình cũng lấy xe chạy ra chợ chút, hay là mua gọi là drive through, nghĩa là đi lái xe tới cái chỗ mình lấy thức ăn rồi cái đem về. Bữa nay thì chắc cũng định là mua mua thức ăn mình gọi tới, mình order xong rồi mình tới mình lấy, thì cũng chạy ra chút cho nó thoải mái chút vậy mà. Với lại nấu ăn rồi mình cứ nói thật á, tâm trạng không có vui á, nấu ăn dở
Hôm qua mình đã chiên cái gọi là pork cutlet, là tiếng 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 Nhật nó gọi là tonkatsu ha, là cái thịt heo nó lăn bột rồi chiên. Nhưng mà mình ăn ở tiệm Nhật thì rất là ngon, mà mình chiên ở nhà này mình tại mình chắc có thể mình mua loại bột nó sai, hay là mình chưa có đủ gia vị gì đó, chưa có cái cách làm mình không có mình rush through, nghĩa là mình làm lăn xăng không có từ từ không, rồi chiên nó hơi khét khét chút. Rồi bữa nay hôm qua nằm coi thấy cái ở bên Thái Lan có một ông chợ nó hơi đặc đặc, cái xoáy xoáy nó nát thành scramble egg luôn thôi cũng ăn thôi sao giờ. Cái đó chắc phải kinh nghiệm mà dữ lắm mới làm được. Còn gì để mà mình tâm sự với các bạn trong phòng này không? Phòng mình thấy nó bừa bãi quá nên mình không dám khoe cho các bạn coi đồ đạc. Tại vì mình có cái nhà rồi, mình dọn về cái phòng nên nó rất nhiều đồ tùm lum la hết à. Có nhiều cái nặng quá là mình không muốn dục đi nữa. Tại vì cái tivi cũ đó khiêng xuống không nổi nữa. Giờ cần mấy đứa hai ba người mạnh khỏe thì mới khiêng xuống, bây giờ mình cái vai mình đau mà khiêng nó nổi, đi giục nó đem xuống dưới lầu giục cho nó bớt chỗ mà cũng không có làm nổi, nên cái phòng nó bừa bãi lắm. Chỉ có cái góc này là bạn không thấy được gì hết thôi. Thôi mình lên tâm sự về cái câu với các bạn rồi coi chút nữa rảnh rỗi đi bước ra ngoài vòng vòng chút. Thôi mình tạm chào các bạn nha. Giữ gìn sức khỏe. Yeah. Mặt trời đã lên. Có mây nhưng mà ít ra cũng có nắng. Cho nên mình đi ra ngoài, đi tới đi lui ở ngoài sân á. Bây giờ đang trú ẩn ở nhà cho nó an toàn. Đọc tin tức thấy có nhiều cái mình thấy càng nên ở nhà thêm, tại vì ra ngoài sẽ đụng chạm mấy cái thằng khùng. Và cái tin vừa rồi mình đọc á là có một người bị bắt khoảng 50 tuổi ở tiểu bang nào quên mất rồi. Anh ta đi đi mua đồ nhưng mà anh ta đứng gần quá cái người đứng quầy, người ta kêu đứng xích ra một chút. Cái anh ta càng bước lại gần là ho lên mặt người ta. Xong rồi nói tao có coronavirus. Xong cái câu này mới gọi cái security, security là cảnh sát luôn, rồi bắt ảnh ta. Cái tội là khủng khủng bố người ta, hăm dọa và khủng bố. Nói không biết có nói lịch sự hay không, lịch sự thì cái dù người ta cũng phải bước ra chứ, mà đứng tại vì nó cũng như cái chỗ bán quầy đồ ăn đó, ảnh đứng gần quá rồi. Rồi cô ta cũng đang surf, đang mua, đang xúc đồ vậy đó. Mình mặt trời này có bị chói quá không ta? Anyway, kệ. Thì cái tự nhiên ảnh hăm dọa xong rồi phun nước miếng. Bị bắt. Rồi còn một thằng nữa thì trong Walmart lấy cái lưỡi liếm cái mấy cái hàng á, như là deodorant, rồi cũng chụp hình đã chắc post lên đâu rồi bị bắt, cũng bị bắt luôn, điên rồ thiệt. Còn có cái tin nói là cái tụi gọi là white supremacist, là mấy đứa kỳ thị đó,
Nó nói nếu như tụi nó mà có đứa nào bị nhiễm, nó sẽ đến cái chỗ khu Mỹ Đen hay khu dân thiểu số gì đó, rồi nó sẽ lây cho tất cả những người đó. Nó sẽ đi vô trong thang máy, nó phun nước miếng, rồi nó làm đủ thứ cho người ta bị lây, phải không? Nếu như nó nói, nếu như nó mà một người của nó bị bệnh vậy đó, thì nó sẽ lây cho người ta khác chết. Dạ, cho nên nếu không cần ra ngoài chắc mình thì trú ẩn ở nhà không. Thì tới lưỡi trong sân này thôi. Quả anh Quẩn cũng có cái chuyện này nói hoài ha, chán thiệt. Mình xin đính chính có câu chuyện anh chàng ho vô mặt người cái cô, cái anh chàng mà bị cảnh sát bắt á, là làm khủng bố người ta bằng cách là anh ta ho vô mặt cái cô đó, chứ không phải là nhổ nước miếng. Mình lộn một cái câu chuyện khác. Một cái chuyện kia là một người Á Đông bị người ta nhổ nước miếng vô mặt, cô ta ngồi đó khóc luôn, người ta oán hồn chạy bỏ đi nữa, là một cái chuyện khác. Mình làm đọc nhiều chuyện có nên mình lộn. Cảnh trên núi đây, cái góc nhà mình nhìn ra cửa sổ thì nhìn được cái cảnh này, nhưng mà không có cái chỗ để ngồi, phải có cái balcony á, ngồi đó pha trà ấm ra ngồi nhìn cảnh đẹp ha. À, nhìn riết cũng chán thôi. Phải thay đổi. Con người ta mà từ bị tù túng quá chịu không nổi. Cái bông này gì mà vàng vàng đỏ đỏ đẹp quá vậy. Lẫn lộn hai cái bụi nó vô thành. Ước chi có con đường mòn lên núi á, mình đi lên đó. Có con đường chính đi, nhưng mà đi ở ngoài đó thì toàn là nhà cửa không à. Thôi giờ để quên ba cái chuyện không hay thì mình kể một cái phim mình vừa coi hôm qua. Cái phim nó cũng hơi kỳ lạ lắm. Cái tựa đề nó đề là The Japanese Wife, là vợ người Nhật Bản. Thì cái phim này là một người Ấn Độ, anh chàng ta học xong university rồi trở về làng làm thầy giáo, lương rất là ít ỏi, nghèo lắm. Nhưng mà mình không nhớ là sao anh ta có cũng như là pen pal với một người con gái bên Nhật Bản, hai người là bạn. Thì mỗi một tuần viết thư qua viết thư lại. Rồi chuyện tình đẩy đưa đến nhiều chuyện, chuyện gì cũng kể hết như thế. Cũng như là anh này rất là thật lòng, cái gì anh cũng kể cho cái cô bên Nhật, Minh Nhật nghe hết. Cô bên Nhật cũng là một người cũng là lonely, không có đi gặp người ta nhiều á, cũng như là những một trong những người mắc cỡ sai. Thì anh này cũng cái tính cũng vậy, nên hai người hợp ý mà nói chuyện rất là ăn ý. Hai người thì dùng tiếng Anh đang viết với nhau, thì cũng lâu lâu cũng như là nó nói sai hiểu lầm này nọ. Thì một hôm anh ta kể lại là anh ta là con trẻ mồ côi, cho nên dì nuôi. Rồi bà dì đó có một đứa cháu gọi là godmother, là gì đó, giống như là mẹ nuôi của một đứa phụ nữ cũng mới lớn tuổi. Rồi cô ta muốn ghép anh này lại lấy làm chồng, nhưng đến thì cũng như là hẹn cho hai người gặp nhau vậy đó. Nhưng mà cô này rất là mắc cỡ, giấu mặt đi, anh ta thì không biết thấy mặt. Rồi xong xuôi cái
hỏi anh ta chịu không này nọ, anh ta nói không không biết, rồi anh ta mới viết thơ cãi lại cho cái cô người Nhật nghe. Cô người Nhật thì nói nếu như vậy thì cô ta sẽ offer, nghĩa là người ta muốn đề nghị là cô ta với anh này lấy nhau làm vợ chồng. Thì hiện tại bây giờ cô ta nói cô ta đang có take care một bà mẹ già cho nên không có đi được qua bên Ấn Độ. Còn anh này anh nói thì anh rất là nghèo, không có đủ tiền mới vé máy bay mà đi qua Nhật Bản. Thì cô ta nói không sao, mình cứ cưới nhau đại đi. Rồi cô ta gửi qua một cái nhẫn coi như là official là hai người cưới nhau đó nha. Thì anh ta này gửi một cái món kỷ niệm gì đó cũng như là cho cô ta, là hai người là trong đầu ý của hai người là lấy nhau vợ chồng rồi đó. Thì cũng mỗi tuần cũng nhớ nhung viết thơ này nọ, hình như chưa có gọi phone, chỉ viết thơ thôi. Rồi cái một hôm anh ta gọi phone nhưng mà tiếng Anh thì không có rành, rồi hai người hiểu lầm hơi cuối cùng bị cúp. Tiền phone gọi long distance rất là mắc đó. Cuối cùng phải viết thư lại. Thì một hôm cái cô này mới gửi về cho một thùng quà toàn là ba cái con diều không à. Nói hồi đó là ba của cô ta là thích chơi diều lắm, với lại bên Ấn Độ cũng có cái làng đó cũng hay gọi như đá diều á, thả diều lên rồi cái câu nhau, đứa nào bị đứt thì đó, thua dữ không. Thì một hôm thì cũng chuyện nó cũng vậy, dưa cậu ta viết thư qua, anh này viết thư lại. Thì một hôm tới đầy 10 năm sau luôn vẫn còn chưa gặp nhau được nữa. Thì cái cô mà định cô dì định ép anh tra lấy cái cô này đã có chồng và đã có đứa con, tại chồng bị mất thành quá phụ, cô ta phải mặc suốt nguyên cái đồ trắng suốt ngày để tang chồng á, hồi giờ không ai nuôi hết, bà dì bà kéo về nhà nuôi. Bà dì bà kéo hai người đó về nuôi cũng như là làm giúp việc trong nhà này kia nọ. Thì cô ta về cũng rất là còn mắc cỡ, không cho anh này nhìn mặt. Anh này cũng viết thơ kể cho vợ bên Nhật. Rồi một hôm thì cô này khóc hay gì đó quên mất tiêu rồi. Cái anh chàng đang nửa đêm thức dậy thấy cô này khóc mới chạy xuống an ủi được, cô ta cũng hoảng hồn nhìn thấy mặt rồi bỏ chạy. Cái anh này cũng cãi lại cho cô vợ bệnh Nhật, nói cô tha lỗi cho anh ta tại vì anh ta đã đụng chạm với một phụ nữ gì đó. Anyway thì trong làng có một cái buổi tổ chức đua diều á, thì anh ta có nguyên một thùng diều bên Nhật gửi qua đó mà rất là tốt, phải không, thả rất là cao mà hình đẹp rồi này nọ đó. Cái cuối cùng cái tụi dân làng nó mới đòi đấu, thì đấu diều, cái loại đem cái diều ra bay đấu thì anh ta thua. Thì cái cô quá phụ với mấy đứa con cũng cái thằng nhỏ cũng buồn. Thằng nhỏ là chuyên môn chạy đi lấy thơ cho anh ta, phải không. Cái một hôm bỗng dưng được cái lá thơ từ bên Nhật nói là mẹ của ta đã mất rồi, nhưng mà cô ta đang bị dướng bị bệnh, thì bây giờ phải dọn về một cái tỉnh Yokohama gì quên mất, Yokohama tự nhiên quên hết tên, Yokohama. Anyway thì anh này nghe mới hoảng hồn đi gặp mấy ông thầy thuốc hỏi chữa bệnh giùm cho cả vợ tôi. Rồi ông thầy thuốc mới kêu hỏi mày phải cho biết vợ mày bệnh cái chứng gì tao mới cho thuốc được á. Thì anh ta mới
lấy can đảm lên bỏ tiền vô trong gọi telephone về bên Nhật lại. Thì lúc nói chuyện hỏi tới hỏi lui cũng không có chính xác. Cuối cùng anh ta lấy một thang thuốc, ba thang thuốc gì gửi về bên Nhật cho vợ uống. Thì vợ viết thơ về nói cũng uống hàng ngày, cũng bệnh cũng không có tiến triển lắm. Rồi một hôm cô ta viết thơ về, cô ta nói phải đi là camera, bị ung thư, giờ phải chemotherapy là trị hóa học gì đó. Anh ta mới hoảng hốt chạy đi đi cầu cứu đủ thứ người thầy thuốc hết à. Trong cái đêm mưa monsoon ở bên Ấn Độ á, rồi cái đi tới khuya anh ta mới đi về. Lúc về thì chị dính bệnh nặng, bị viêm phổi luôn, rồi chật chội một hai ngày sau anh ta qua đời. Qua đời là lúc đó là 15 năm rồi đó. Thì bà dì bà mới lục thơ của anh này ra, mới biết địa chỉ, thì nhắn tin cho cái cô vợ bên Nhật là anh bị chết rồi. Thì cái phong tục của Ấn Độ là người quá phụ là phải mặc đồ trắng, là có thể cạo đầu luôn nếu như mà thương cho thật trọng thật. Cái một hôm cô ta đi từ bên Nhật về luôn, mặc nguyên một cái đồ Ấn Độ màu trắng, cạo cái đầu chọc lóc, là coi như là quá phụ của cái anh chàng này. về làng để anh ta thì gặp lại cái cô, cái cô quá phụ mà anh ta ở chung nhà đó, làm giúp việc á. Thì cô ta mới đưa vợ Nhật của anh này về vô trong phòng anh ta, thì cậu cần nhiều vật kỷ niệm lắm. Cô ta cầm coi mà khóc. Mà thấy cái cốt truyện cũng kỳ kỳ, như là hai người kết hôn nhau mà chưa bao giờ gặp mặt nhau hết. Và cuối cùng anh ta chết, thì cô ta mới làm một cái chuyến bay từ bên Nhật về để mà cũng như là mang tang cho chồng. Anyway, chuyện nó như vậy đó, thấy nó cực kỳ kỳ kiểu không, nó cũng không có hay lắm, mà thấy nó lạ, cái phim cốt truyện, cái phim nó đã lạ dễ sợ. Anyway, hy vọng các bạn thấy cái chuyện này vui vui, thì mình cũng sẽ chỉ cách cho các bạn tìm cái phim này trên YouTube và các bạn coi nha. Thôi mình đi bộ xong rồi mình lo cho thằng con đây. Xin chào các bạn và chúc các bạn giữ gìn sức khỏe nha. Bye bye.